Ủa gia đình mình đi đâu đây anh? Về quê. Về quê hả? À. Mình tính về đâu? Về Đồng Tháp. À. Thế là em trò chuyện chút được không? Dạ. Em trò chuyện xíu được không? Đẩy, anh đẩy cái xe này về quê luôn á. Dạ. Rồi mình vào cái hẻm nào đó cho em trò chuyện chút nhá. Rồi xíu nữa em có tiền em rút cho. Còn hai người nữa hả? Còn là cùng gia đình luôn à? Dạ. À. Rồi. Vâng vâng. Đó mọi người, một hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt mà hôm nay em ghi nhận được. Và anh trai với lại cả gia đình mình có bé nhỏ nữa đẩy cái chiếc xe ba gác này về quê. Đấy thì em sẽ cố gắng trò chuyện với anh chị để tìm hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh này như thế nào. Đấy, mình cố gắng lên cái chỗ cầu vượt kia em trò chuyện xíu nha. Thực sự là quá là xót xa mọi người. Quá là buồn. Thương cho số phận gia đình. Tại sao dịch bệnh lại đẩy biết bao nhiêu hoàn cảnh họ khổ như thế này. Không thể nào mà kìm lòng được mọi người. Sao mình không đi đường đằng dưới chị? Sao mình không đi đằng dưới cho đỡ leo dốc? À, đi đằng dưới nè, đi đẩy lên đây là dốc nó mệt ra. À, đi đằng dưới nè. Xe. À, anh chị qua đường đi cẩn thận xe đó. Đó, chị, anh chị đi đường dưới này đi được á, leo lên cầu nó mệt lắm. À. Không biết là cứ như thế này thì cả gia đình bao giờ sẽ về tới quê nữa.
Mình không, gia đình mình không có xe máy hay xe đạp gì hả chị? Chiếc xe ba mà đi cách lúc đó đi cách ly vậy cảm ơn các bậc trộm đẩy đi lúc đó đi cách ly rồi đẩy nhà đó. À lấy trộm một lấy mất. Dạ. Trời đất ơi sao xui ghê ta. Dạ. Rồi mệt quá rồi hả chị? Mệt rồi. À, rồi anh đâu rồi? Anh về anh nghỉ dưới kia hả? Rồi, cả gia đình mình vô trong này mát mát thì em trò chuyện chút nhá. Cho nó đỡ ồn. À, gọi ba lên đây đi cho chú trò chuyện chút. Chắc là ba mệt quá rồi. Ờ bác anh ngồi trong mát này anh cho anh nghỉ chút rồi đi tiếp. Cho em hỏi thăm chút. Đuối quá rồi, thấy anh mệt quá rồi mà. Mặt đỏ bừng hết rồi. Thưa mọi người thì ngày hôm nay Thắng có đi trên quốc lộ và ghi nhận được một cái hoàn cảnh cũng vô cùng là đặc biệt mà đặc biệt nhất từ trước giờ mà Thắng chia sẻ với quý vị. À, thì cả gia đình 5 người, anh trai thì đẩy cái xe ba gác. À, theo em ghi nhận được thì anh chị đang về quê. À, thì để hiểu rõ nguyên nhân hơn thì xin mời mọi người vô bên trong với em để em trò chuyện với anh chị và các bé ở đây. Rồi em chào cả gia đình mình nhá. Rồi em chào anh trai. À, em thấy anh trai là nãy giờ là đẩy xe cũng khá là mệt rồi phải không anh? À, anh trai năm nay là mình nhiêu tuổi rồi? 37. À, 37. À, cả gia đình cho em hỏi là mình tính là về quê là ở đâu đây? Đồng Tháp. Đồng Tháp luôn. À, mà mình đi là từ đâu về đây anh? Quận 8. Dạ. Yeah. À Bình Hưng Bình Chánh hả? Dạ. Yeah. Cả gia đình mình là có ba bé rồi. Ờ, chắc là ba bé này là đi học hết rồi hả anh chị? Đi học. Dạ. Yeah. Nhà rút lên chơi rồi bị dính dịch xuống. Ồ. Nhà đây luôn. Dạ. Yeah. Anh trai ơi mình gia đình mình lên đây là làm công việc gì vậy ạ? Phụ kho. Giờ mai. Anh là phụ hồ. Phụ kho. À, là phụ kho. Rồi còn chị là làm may hả? Dạ. Thì có thể là chia sẻ cho em biết là nguyên nhân tại sao mà cả gia đình mình lại quyết định là rời Sài Gòn về quê không ạ? Giờ thì ở đây chịu hết nổi và mấy tháng nay đâu mặn được tiền đâu. Vâng. Thì lúc đi mặn vô công ty mai cái em đi làm được mới có mấy ngày cái bị nhiễm bệnh luôn. Vâng. Rồi đi cách ly tới giờ có mình rồi về có mặn được tiền mà gì đâu rồi mấy tháng nay từ hồi hôm tháng 7 tới giờ đâu mặn được tiền. À là hôm bữa là cả gia đình mình bị đi cách ly. Sau đó là về là cũng ở nhà thôi chứ không có đi làm được đúng không? Dạ. Vâng. Rồi tiền trọ, tiền bổng đồ đâu có tiền đâu đóng từ lớp nào con cái ăn uống đồ đâu có tiền. Vâng. Rồi hồi ấy giờ cái nhờ ở vòng vòng đó ta cho tiền người sinh người này người kia cái người ta thấy có một ít người ta cho bánh cho gạo cho mì cho này kia rồi cho sữa đồ uống. Vâng. Thế theo anh chị thì mình đi như thế này đấy. Anh chị đã có tính toán trước chưa hay là vì quá là khó khăn mình cứ thế là mình đi thôi? Bây giờ khó khăn quá, hồi ấy giờ cũng nói dữ lắm mà cũng muốn về dữ lắm mà thấy cũng dịch bệnh chứ giờ thấy mình đi tới lui sợ đi về quê đây lỡ không biết có nhiễm bệnh không mà lây cho người ta nữa. Vâng. Cái nán ở hoài mà mặn không có được giờ chị hết ẩu rồi. Vâng. Có tiền đâu. Giờ sớm thì người ta giúp mình thằng nào chứ không lẽ người ta giúp hoài, người ta đâu giúp cho mình được hoài. Ở dạ. Đó dùng ai cũng đâu có ai mặn được đâu cũng khổ không à. Xong đi về đi nhắm hướng đi đại giờ đi chứ giờ ở lợi rồi tiền trọ đâu đâu có tiền đâu đóng. Con nghĩ nói giờ cho gỡ tiền nước đi rồi đâu có tiền xe này cái hồi tối giờ dần đó đó ta thấy nghe đi về xách đồ đi bộ về cái ta gom tiền ta cho cái mua cái xe này nè bà vừa bà cô gia trai gần đó đó có mua giùm cái xe này nè. Vâng. Rồi đẩy đồ lên đang đẩy về rồi mới đóng được tiền điện tiền nước cho chủ trọ. Dạ. Tiền vậy là tất cả đồ đạc của anh chị là ở đây hết rồi đây hả? Dạ. À, là mình bây giờ cũng đã trả phòng rồi. Dạ. Vâng. Còn tiền trọ thì đang nghĩ bà nói giờ cho thiếu đỡ đi chứ thôi chừng nào em về quê em làm được em gỡ lên chứ giờ em không có tiền. Bà nói thôi vậy cũng được chứ giờ bà thấy mình ở đây con cái đùm đùm cũng không mặn được tiền nữa. Vâng. Bà nói không vậy cũng được đó thì ấy gì có gỡ lên cho chị. Vâng. Chứ mấy tháng rồi đâu mặn được tiền đâu. Dạ. Em thấy mấy đứa bé thấy tội quá. Không biết là đi như này các bé liệu các bé có chịu được hay không. Mình thì mình lớn có thể mình chịu được. Thì giờ gán tới chừng nào vâng. Nói nó mệt thì cho nó nghỉ. Dạ. Mệt thì ngồi nghỉ. Ngày đi còn có quán nhậu kìa.
Vâng đúng rồi, bây giờ quán là không ai bán nữa. Dạ. Bình thường mà anh chị đi thì đúng là có quán võng để mình có thể nghỉ ngơi. Dạ. Nhưng mà theo anh chị thì mình đi như này thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ về tới nhà? Chắc mấy ngày, không biết mấy ngày. Mấy ngày hả? 3-4 ngày. Vâng. Không biết mấy ngày nữa thì đi. Mà em được biết là Đồng Tháp mình cũng đang dịch bệnh rất là căng á. Dạ. Nhưng mà anh vẫn quyết định, anh chị vẫn quyết định phải về. Dạ, chứ đỡ lo, trọ phòng mình không có tốt. Mình ở dưới có nhà. Có cháu, cháu, gạo. Vâng. Đó, mình không có lo tiền trọ, tiền gì. Còn vâng. Ở đây tháng phải tiền trọ hết 2 triệu rồi. Điện nước điện nữa, thì mình không mặn ra tiền. Dạ. Mình không mặn ra tiền rồi đâu có tiền đâu. Rồi tim ở đây cái gì cũng mắc hết chứ. Về dưới thì còn có gạo, có này kia, đồ giường, đồ. Như ở vòng vòng đó, đó bà con, hàng xóm người ta có trồng gạo, đồ người ta cho mình ăn cũng được nữa. Còn ở đây cái gì cũng mắc mua hết trơn. Vâng. Cái gì cũng mắc mua hết trơn. Thì anh chị có biết rằng mình nếu mà về mình sẽ phải cách ly 14 ngày nữa không? Dạ, về chứ cũng tuân thủ theo với người ta. Mình có về thì mình cũng phải báo. Là xã báo chứ. Vâng. Ở nhà gầu. Vâng. Có cái nhà kia, nhà cũng nhà nhỏ vừa đó. Rồi kêu mẹ nhà kêu nói chừng nào con về đừng có lỡ gà. Ở riêng đi rồi nếu mà ta cho cách ly ở nhà thì con vô nhà con ở luôn mà đừng lỡ rồi văng dây sẵn gì đó. Cách ly chỗ khác thì cũng đi nữa. Dạ cũng đi nữa. Thì người ta chở đâu mình đi đó. À, đúng rồi. Người ta đưa đi đâu mình đi đấy. Mà có một cái nhưng mà cũng thấy buồn á chị anh chị ha, mình mới cách ly về xong giờ về lại phải cách tiếp một lần nữa. Cách ly phải 4 mấy ngày về nhà trọ cách ly mấy tháng. Vâng. Trong trọ không? Vâng. Đi gì cũng thấy gầu, thấy tội nghiệp con mình đó, đêm hôm nó khóc nó ngủ không được. Vâng. Nói mẹ đi gì mấy ngày mới. Đấy em thì lo sợ là anh chị đi bây giờ ban ngày thì có thể dễ. Dạ. Đó, ban tối này, rồi nhiều khi là gặp trời mưa trời gió nữa. Đấy, tội mấy đứa bé nữa. Nhắn hướng đi đại đi, đó nó khóc đó, nó không chịu, nó nói mẹ ơi đừng đi mẹ ơi. Vâng. À, mẹ đi về mấy ngày lần rồi mình ngủ ở đâu, mình đã vâng. Ăn uống mình ngủ ở đâu. Rồi giờ mình nước uống rồi mình tắm đổ ở đâu. Vâng. Nói thôi thì đi tới đâu tính tới đó còn. Anh chị cũng chưa biết là mình sẽ sinh hoạt ra làm sao khi mà đi ở đường đúng không? Dạ thì đó vâng. Giờ tới đâu tính tới đó còn dạ. Chứ giờ ở đây rồi mình đâu mẹ đâu có mặn được tiền đâu mà có đâu thấy không tiền điện nước tiền trọ rồi mình đâu có mình đóng cho ta đâu. Vâng. Thì vừa nãy chị chia sẻ với em là gia đình mình là bị khi mà đi cách ly là bị người ta ăn trộm mất xe máy hả? Dạ có xe 50 rồi chứ con cũng có quý gì đâu. Chiếc xe Gios 50 á. Vâng. Có cái xe là mình đi tại vì đâu có biết ông đâu biết chữ đâu mà thi bằng lái gì. À vậy hả? Mua xe 50 đặng mình có mình chạy mình khỏi sợ công an bắt. Vâng. À, đây rồi để xe đó rồi cái ý là ta văng dây nó đó mà còn bị ăn cắp. Ờ trời. Vâng. Khó khăn lại càng khó khăn hơn đúng không chị? Dạ. Nói xui rồi xui luôn gì. Vâng, thì anh chị thì mình đã được trích cũng như là được test test Covid chưa? Em ở chỗ ở thì 3-4 ngày người ta test là. Vậy, cách ly về là ta 3-4 ngày là test. Vâng. Bây giờ anh chị đi đường này mình có giấy tờ gì thì... Có cái giấy mình xuất viện rồi thôi chứ người ta bắt đi test em đâu có tiền đâu đi test. Vâng. Để nhắn thì đi lại. Dạ. Có gì tới quay thì tính nữa rồi. Vâng. Ghé thả mình báo với quay với thả vậy đó đặng mình cách ly ở nhà. Nhưng mà chắc là anh chị nào cũng được trích hết rồi đúng không? Không, người ta nói bị nhiễm là cũng như à, mấy người mà chích 2 mũi gì đó là 6 tháng sau mới được chích. Vâng. Bị nhiễm thời gian là cái là khác là nặng. Vâng, vâng, vâng. Giờ thấy mình cũng biết, như mình cách ly vậy mình biết rồi cái... Dạ. Mình đi về quê thì tự mình cách ly rồi, mình có đi vô cách ly rồi mình biết đó, mình không tiếp xúc với ai thì mình vâng. Về mình kỹ một chút. Con gái ngồi đây đi, chú quay chút. Về mình kỹ một chút, mình tính rầu. Mình tính rầu rồi, nói điện về nói với mẹ, thằng nào con về sợ đây gặp. Mà thấy đi về gì nào mà biết làm sao giờ. Nhưng mà điện khóc. Các cô chú ở nhà đấy có biết là cả gia đình đi như thế này không? Điện nói gì ở dưới điện lên khóc mà nói giờ nếu mà không về biết sao giờ gặp cha mẹ cũng khổ nói tiền đâu cho mình hoài. Vâng. Nguyên một đám nít này ăn thì tiền đâu bả cho hoài mà tiêm sống ở đất thành phố. Lỡ có cho tiền ăn thì 500-700 đi. Chứ còn tiền trọ rồi đâu có đâu cho mình tiền trọ tháng mấy triệu. Vậy ở gia đình chắc chắn là sẽ lo lắng rồi khi mà mình đi như thế này. Đúng là không ai mong muốn cả đúng không anh chị? Nhưng mà khó khăn quá nên là mình bắt buộc phải rời Sài Gòn thôi. Vâng. Mẹ. Sau này anh chị có tính là sẽ lên lại chắc Sài Gòn không? Đâu. Hả? Về quê ở dưới quê luôn. Sao thế?
về dưới giờ mặn được nhiêu ăn nhiêu, chứ giờ thấy cảnh này sợ. Vâng. Lúc mà bị nhiễm nó có nói sống đâu. Tại vì em bị bệnh tùm lum hết trơn rồi bị nhiễm, lúc đó em nói em chết không. Vậy hả? Dạ, mà sống được là mừng đó. Vâng. Nhau đưa tới cách đi là xỉu. À vậy hả? Tớ đi rồi. Chị có thì có bị bệnh bệnh gì? Tìm bị tim mà hơi nhẹ thôi. À. Bao tử nó bị lục, nó bị lét, bị viêm á. Thêm cái lưng em nó bị thoát vị đi điểm nữa, bởi vì em bệnh hoài à. Vâng. Rồi lúc ở dưới quê, dưới mặn, ở dưới quê, dưới hả, nằm bệnh viện hoài, xỉu nằm bệnh viện hoài. Rồi thấy vậy mới rủ uống đi, hai chồng rủ lên đây làm, mới đi lên đây. Có mấy tháng rồi, dính chưa mặn được gì hết trơn. Vậy là anh chị lên Sài Gòn là được bao lâu? Mới có mấy tháng à. Mấy tháng là gặp dịch bệnh là ở nhà luôn. Mới đi làm được chừng lên Sài Gòn lên hôm đầu tháng 4 Tây. Ồ. Rồi cái xong rồi tới tháng 6 là cấm là dịch bệnh luôn. Đó. Vậy thì chắc là chắn là những cái số tiền mà anh chị làm trong 2 tháng là chắc chắn không còn rồi, đúng không? Là làm cũng như mình mới lên là mình làm có bao nhiêu là đủ nhiêu đó, rồi xong cái dịch bệnh luôn, bỏ đâu có tiền đâu. Vâng. Đâu có tiền đâu. Vậy là những cái ngày tháng vừa rồi mà anh chị ở dãy trọ của mình đó thì người ta có cứu trợ gì không? Có được lãnh được lần triệu rưỡi tới giờ. À. Triệu rưỡi với 30 gạo. Cho 30 ký gạo rồi. Vậy thôi. Còn cái tiền tiền trợ cấp anh chị có được không? Có tiền gì chứ. Không có luôn. Vâng. Gạo bọng gì cũng không có ai lỡ cho lỡ gì chứ. Vâng. Để nhờ ở sớm nó lâu lâu cái người ta có gì cái người ta đem lại người ta cho vậy gạo. Vâng. Chứ gạo bọng gì cũng có thấy đâu. Nó cho gạo với lãnh đường lằn của chợ đó rồi. Dạ. Em thấy từ bữa giờ thì bà con miền Tây mình về quê nhiều lắm. Đa phần là khó khăn. Dạ. Và chứ, cũng có những người đi bộ rồi đạp xe này dạ, kia đấy. Thấy tội, chứ, cực tội chứ luôn. Em nói thiệt chứ người ta cũng dữ lắm. Mà như em vậy là dữ lắm mà mới về. Vâng. Mà cũng không có trách mình. Phải đi bộ nhẹ lắm mà quá đầu nhiều. Đúng rồi, nhưng mà anh chị này đặc biệt là anh chị đẩy cái xe ba gác này này. À, anh chị đẩy cái xe ba gác em thấy nó vất vả quá. Dạ. Bình thường người ta đi bộ nhưng người ta cũng chỉ có cái ba lô đã đi ba thôi. Dạ. Tại đó. Mình có con nít mình phải vâng. Có đồ để có gì đồ đạc dạ, của nó với vâng. Đẩy nó có mệt cho nó lên nó ngầu chứ bắt nó đi bộ theo mình tội nghiệp nó lắm. Vâng. Đẩy cái xe này về quê nó không phải là đơn giản. Có rất là nhiều đồ rồi các bé nhỏ nữa. Đôi khi các bé mệt thì các bé sẽ ngồi lên đây để cho ba mẹ đẩy nữa. Chắc là đi đường là người ta cũng cho ít đồ đây, nước uống rồi bánh kẹo. Đó. Tội ghê. Con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 rồi hả? Học giỏi không? Dạ không. Con làm ở lại lớp 2 á. Vậy hả? Thế vậy hôm nay con lớp 4 rồi. À, học dở lắm hả? Thế con gái học lớp mấy? Lớp 2. À vậy hả? Anh học lớp 3, con gái học lớp 2. À, thế con gái với lại anh ai học giỏi hơn? Con học giỏi hơn anh à? À thế bây giờ chưa được đi học thì còn nhớ bạn bè không? Ừ, có muốn đi học lại không? Rồi cố gắng ngoan ha, rồi mai mốt thì hết dịch thì ba mẹ cho đi học lại nhá. Đã bỏ khẩu trang ra chú nhìn miếng xem dễ thương không nào? Trời ơi dễ thương quá nhở? Hả? Rồi cố gắng học nha con. Rồi, con gái lớn là năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 8 hả? Ồ, vậy là chị cả trong gia đình đây. Nãy em mới hỏi bé này bảo học giỏi không? Bảo không học kém lắm. Cố gắng học nhá con. Dạ. À? Vâng. Chứ không là học lớp 4 rồi. À. Vậy đây là anh chị là có 3 cháu. À. Có tính là làm thêm cháu nữa không? Không. Anh chị ở dưới là gia đình mình ở dưới quê là làm công việc gì? Có em đi bỏ cá. Dạ. Cái bệnh hoài, cái lưng đau vậy rồi mệt xỉu hoài rồi cái nghỉ không có mặn nữa mới rủ đi lên đây mặn đó. À là có nghĩa là dạ. Ở dưới quê anh chị làm ăn khó khăn quá. Dạ. Cho nên là tính lên Sài Gòn để lập nghiệp. Dạ. Nhưng mà lên được mấy tháng là gặp dịch luôn. Dạ. Vâng. Còn ở dưới đó thì mình có ruộng đất gì không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. À. Có nhà nước cho thấy sợ không có nhà nước cho cái nhà lúc đó cho 30 triệu cắt được cái nhà. Vâng. Ở đậu nhà đất của mẹ. Ồ. Dạ, cắt đậu lên đó chứ đâu có đất đâu. Rồi cắt được cái nhà. Dạ. Chứ đâu có tiền đâu cũng khổ mặn lầm đùm gì nè. Dạ, qua nước cho cắt cái lễ nhà là dễ nè. Vâng. Ở riêng. Vâng.
còn ở trong khách đi quá. Dạ. Giờ mình về báo xã chở đi đâu mình đi đó. Vâng. Nhưng mà em thấy Đồng Tháp bây giờ có khi còn nguy hiểm ở Sài Gòn á. Dạ, đúng rồi. Thì cũng biết rồi mà. Nên giờ chưa quá về đông. Vâng. Nghỉ lắm mới về, tại vì mình ở đây mình mặn không được, nếu mà mặn được mình cũng ráng ở lại mình mặn, tại vì thấy giờ người ta cũng về rồi đùng đùng, mình sợ cũng gì dưới cũng bùng dịch lên nữa. Mà có cái dưới quê mình đỡ, cái mình không có tốn tiền trọ, rồi đồ ăn đồ uống gì cũng rẻ hơn đây chứ. Còn ở đây thì cái gì cũng mắc chứ, mặn không được mà gì cũng mắc chứ. Cái này thèm ổ bánh mì không? Thêm một bánh mì hả? Dạ, mẹ mua bánh mì cho con. Mặt lên chú coi nha. Mặc khẩu trang chú nhìn sao nào, đẹp trai không? Ai xà, hơi bị men đấy. Đi ra mua ổ bánh mì không mà 7 ngàn. Vâng. Đó, nói thâu con ăn được lần, nói thâu đòi ăn nữa. Nói thâu con ổ bánh mì mà 7 ngàn, thâu nghỉ ăn đi con ơi. Vâng. Ráng nhịn đi. Dạ. Chứ bán dịch bệnh thường ổ 2 ngàn, 3 ngàn. Anh chị mà đi như này ấy, tối thì mình có thể là mình tắm rửa mà kiếm mấy cái cây xăng ấy. Anh chị vừa ấy tắm rửa sinh hoạt ở trong đó. Rồi em tính em thấy cây xăng có toilet đó. Đúng rồi, đúng rồi, mình vô đó. Có gì vô xin người ta. Đúng rồi, mình vô đấy mình tắm rửa này kia được. Dạ, có gì xin còn ta. Ngủ thì vâng, kiểu chỗ nào mà nó có máy hiên nào thì nó cũng đỡ. Dạ. Lỡ nó mưa gió nó cũng nguy hiểm lắm. Dạ. Vâng. Mấy con sáng giờ mà đi bộ với ba mẹ có mệt không? Hả? Có. Không không à, thích hả? Con gái thích hả? À, tại con gái được ngồi trên xe mà. Đây là thích. À, dạ vâng, thì thưa anh chị ấy, thì em cũng hôm nay cũng có duyên gặp gia đình mình ở đây. À, thì em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng mà thấy cái hoàn cảnh gia đình của mình cũng khá là đặc biệt. À, thì em cũng có một chút em gửi cho anh chị ha, để cho gia đình mình trang trải trong những cái ngày sắp tới mà mình đi đường, mình có khó khăn gì thì ví dụ như các bé có thèm ăn gì thì anh chị mình mua ha. Dạ thì em gửi cho anh chị 1 triệu nhá. À, đây là những số tiền mà cũng là của các quý mạnh thường quân trên kênh YouTube của em á. À, thì em cũng trích ra em gửi cho gia đình của mình. À, thì cũng mong là gia đình của mình đi sẽ thường lộ bình an, gặp nhiều may mắn trong những ngày tháng sắp tới. Còn sau này mà hết dịch bệnh thì anh chị cứ lên Sài Gòn làm, mình đừng có sợ. Chưa gì cả mà lại bảo là thôi tôi không dám lên Sài Gòn này nữa. À, lên đây thì anh chị có thể là mình có nhiều công việc hơn, cái lương bổng nó cũng ok hơn. Vâng. Rồi tự nhiên vô đang làm được, cái mới vô đó làm mà được có mấy ngày à. Còn là lúc lên cái ổng của mình ổng làm mà. Vâng. Mình ổng làm mà cái em mới xin được vô công ty mai đó, nó nói hai chồng ấy. Nếu mà họ mặn ở đây được cái gì cũng khỏe rồi, là hai chồng mình mặn gì cũng khỏe. Ai ngờ mới vô mặn được có mấy ngày. Vâng. Thì đưa đi cách ly luôn. Vâng. Đấy thì em cũng gửi cho gia đình mình một chút như vậy ha. Dạ thì cũng là dạ cảm ơn mạnh thường quân luôn giúp đỡ em cũng cảm ơn nhiều. Dạ vâng, thì anh chị cố gắng mình về đó thì thôi thì chắc chắn là bị cách ly rồi. Dạ. Nhưng mà mình cứ vâng chắc chắn sẽ bị cách ly rồi. Để các con cố gắng nhá, học giỏi nhá. rồi bé thích nhà có mỗi mình con được ngồi trên xe đấy. Vâng, thế tương lai con thích làm gì hả con trai? Hả? Nói lớn không? Làm gì? Đầu bếp. À, làm đầu bếp hả? À, chắc là thích ăn nhiều món ngon nên là thích làm đầu bếp hả? À, thế con gái thích làm gì? Không biết làm gì hả? Thích làm cô dâu. Thế con gái lớn thích làm gì? Chưa biết làm gì hả? À, thì thưa quý vị thì em cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây. À, cảm ơn tất cả là mọi người đã theo dõi và cho mọi người coi lại một lần nữa hình ảnh của cả gia đình. À, anh chị là đẩy chiếc xe ba gác về Đồng Tháp, thì em cũng chào mọi người và hẹn mọi người ở những clip sau ạ. Xin chào.